Mặt trời mùa đông, 20 giờ thứ sáu thứ bảy hàng tuần đang phát sóng trên ứng dụng VION. Chỉ là cơn gió lay làm chiếc lá vô tình bay bay, ao mộng xưa có hay gieo ân oán hận thù lâu nay. Đoạn đường đi phía trước chẳng còn ai, chẳng còn ai bên, đến khi ngoảnh lại mới thấy người mình không quên. Cứ yêu thương đi, cớ sao lòng bao suy nghĩ, tôi nghe. Chúng tôi xin lỗi, mẹ cô đã không qua khỏi. Chúng tôi xin lỗi. Nhã Lan à? Cái gì vậy em? Em giấu anh cái gì em? Đưa nó cho anh. Không có gì. Đưa nó cho anh. Nhã Lan. Đưa nó cho anh. Nhã Lan, em lấy cái này ở đâu? Nhã Lan. Em tìm thấy trong phòng làm việc của ba em. Dạ, cô chào chú. Tôi thấy có mấy cuộc gọi nhỡ của cô, có chuyện gì không? Dạ, con định xin phép vô phòng làm việc của chú, nhưng mà chị Nhã Lan đã vô rồi ạ. À.
cố tình giấu anh tới bao giờ nha Lan? Hả? Em không cố tình giấu anh, em cũng chỉ mới biết nó thôi. Em thích sẽ xem sơ chứ. Rồi sẽ đi nói với ba em, đúng không? Em không hiểu trong đó viết gì và có đáng tin cậy hay không. Thôi đi. Dạ Lan. Ba. Chính ông, ông đã lừa gạt tất cả mọi người. Tôi không hiểu chuyện gì vậy. Ông và ông chồng đều nằm trong đường dây buôn bán hàng cấm, và chính ông là người đứng đằng sau tất cả mọi chuyện để giật dây. Có đúng như vậy không? Tôi ngại phải nói với cậu và con gái tôi. Tôi đành phải giấu giếm vậy thôi. Tại sao ba làm những việc đó? Rồi ba còn cố tình giấu giếm cuốn nhật ký này nữa. Lúc đó công ty đang bên bờ vực phá sản, cho nên đó là giải pháp ngắn hạn tạm thời. Nhưng mà rồi sau đó chúng tôi không thể nào rút ra được nữa. Nhà làng, ba làm tất cả những chuyện này là vì con. Bởi vì họ đe dọa là sẽ giết con nếu như ba buông tay. Cả ông chồng cũng vậy, họ đe dọa là sẽ giết cả bà Nguyên nữa. Vậy là các người vẫn bắt tay với bọn giết người đó hả? Chúng tôi làm tất cả vì người thân của mình thôi. Bảo vệ người thân nên ông mới giết ba tôi đúng không? Anh, em lần đầu tiên chụp hình kiểu này á, không biết là có ổn không anh hả? Khá lắm, y chang như người mẫu chuyên nghiệp luôn. Dạ anh. À anh, nếu vậy em có xin được mấy tấm hình hôm nay chụp để em về em coi không anh? Chắc là phải chờ anh Hoàng với chị Nha Lan duyệt đã nha. Dạ. Vậy em coi liền đây được không anh? Này, cho em coi này. Em coi lại cái tấm. Đây. Dạ. Đó. Được không? Rồi, còn tấm này này. Trời ơi, anh tâm đắc nhất luôn. Em cảm ơn anh. Cậu có biết là cậu đã nói cái gì không? Hả? Sao tôi lại có thể phạm một cái tội lỗi tai nên như vậy được chứ? Tại vì sao? Tại vì tôi đã biết hết tất cả mọi chuyện. Ông là người đứng đằng sau dàn xếp để giết ba tôi và cả anh trai của tôi nữa. Sao tôi phải giết người bạn thân của mình và con trai của ông ta? Cậu điên rồi. Tôi không điên. Cậu thật là sai lầm khi đã buộc tội tôi như buộc tội ông chồng. Sau vụ tai nạn đó, tôi đã phải mất hết vài tháng mới có thể bình tâm trở lại được. Cũng giống như cậu, tôi rất muốn tìm ra hung thủ. Ông im đi, tôi sẽ không bao giờ tin ông nữa, dù chỉ là một lời. Dạ Lan à. Xin lỗi, tôi quay lại sao? Không sao, chúng tôi đã nói chuyện xong rồi. Chị ơi, giúp ảnh gia nói ngày mai có buổi chụp. Bà, có đúng như vậy không ba? Con cũng không tin ba sao nhà Lan? Con không nghĩ ba là kẻ giết người sao? Con tin ba mà. Ba của con sẽ không hại ai hết. Ba sẽ không giết người đâu đúng không ba? Dĩ nhiên là không, ba không có làm. Nhưng mà tại sao? Tại sao ba lại giấu con chứ? Ba đã nói với con rồi, ba làm tất cả mọi chuyện là vì mẹ của con. Ba cứ nhân danh con nữa có được không ba? Con đã nói với mẹ rồi mà. Con
Con đã biết ngày này trước sau gì cũng sẽ đến. Nhưng con vẫn luôn mang hy vọng. Ba là người có lỗi. Chính ba là người đã gây ra cho mẹ con nông nỗi này. Ba đừng tự trách mình nữa. Có lẽ tất cả mọi chuyện trên đời đều là do định mệnh sắp đặt hết rồi. Nhưng mà bây giờ con chỉ còn mỗi một mình ba thôi. Ba nhất định phải thật khỏe mạnh. Giờ không có chuyện gì xảy ra hết nha ba. Ba hứa. Tôi có trái cây gửi cúng mẹ cô. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Hoàng Nhân à, mỗi con người sinh ra đều có số, kể cả sống chết cũng vậy. Tôi mong là cô đừng quá đau buồn. Xin chia buồn cùng ông. Cảm ơn cậu. Cậu nói là cậu có chuyện muốn nói với tôi. Liệu nó có phải là cuốn nhật ký không? Anh biết gì không? Cái con người mẫu á, cô đứng còn không nổi nữa. Vậy mà cô cứ đòi chụp hình. Anh photo anh rảnh quá nên là anh lôi em ra chụp quá trời luôn. À, anh Hoàng anh có biết chuyện này không em? Chưa. Anh Hoàng với chị Nhã Lan á, mà chỉ cần thấy tấm hình đó nha, xong rồi đồng ý một cái là tấm hình đó của em được lên bìa tạp chí luôn á. À, lỡ như mà anh Hoàng anh không đồng ý thì sao? Sao không đồng ý được? Anh chưa thấy tấm hình đó thôi. Chứ à, mọi người thấy ai cũng khen là tấm hình nó đẹp nhất. Nhưng mà Thảo An à, anh sợ người mẫu không có hợp với em á. Anh nói gì vậy? Không nói chuyện với anh nữa. Thảo An. Minh Huy, anh đọc hết quyển nhật ký này chưa? Anh có biết được ai là kẻ chủ mưu không? Tôi chưa biết ai. Vậy là cậu chưa biết gì? Ừ. Hiện giờ thì tôi chưa xác định được kẻ chủ mưu là ai. Nhưng tôi biết được một điều, đó là ông Tấn đã lôi kéo ông Trọng vào đường dây buôn bán hàng cấm này. Bởi vậy ông Tấn không thể nào là người ngoài cuộc. Đúng vậy. Theo tôi, ông Tấn là người đã sắp xếp cho xe tải đụng vô xe của ba tôi. Nhưng bây giờ tôi chưa có bằng chứng cụ thể để buộc tội ổng. Mình phải tìm ra cái bằng chứng đó. Vậy còn Nhã Lan, cô ấy có biết chuyện này không? Trời,
Nhưng mà tôi thấy Nhã Lan là một người rất là tử tế. Đúng vậy. Cậu không có giống ba cậu. Alo mẹ. Nhã Lan à, hôm nay nhà mình nấu món lẩu mà con thích đó, con về ăn nghe. Con mệt nên không về đâu. Sao vậy? Có chuyện gì hả con? Con chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi. Ba mẹ ăn đi. Sao? Nó có về không? Nó nói muốn nghỉ ngơi. Tất cả là tại thằng Hoàng. Làm con nhỏ giận lây luôn canh. Anh lại đổ lỗi cho người khác nữa rồi. Em đã nhắc nhở anh nhiều lần, đừng có làm mấy cái vụ phi pháp đó, sẽ rắc rối đó. Sao em cứ cằn nhằn mãi cái chuyện này? Chứ lúc ông đóng tiền thì sao? Lúc đó em cười tươi lắm mà. Thôi được rồi, ngày mai đi uống cà phê với bà Quyên. Em sẽ nhờ bà Quyên nói chuyện với Minh Hoàng, để mọi việc không trở nên ngày càng tồi tệ hơn. Dạ, mời ông chủ bà chủ dùng bữa. Cảm ơn cô. Tôi thấy như một kim đáy biển vậy đó. Mấy sự việc trong đây toàn xảy ra lâu lắc rồi mà còn không ghi ngày tháng rõ ràng nữa. Đúng không? Ừ. Dưới đây có ghi một số tiền rất lớn đã được chi rồi. Ông coi coi có ghi liên quan tới ai không? Có thể những gì chúng ta cần tìm nằm ở cái trang này. Ông Tấn đã cố tình xé nó đi để che giấu tội ác của mình. Anh Quy à, làm ơn nghe máy đi mà. Nhã Lan bỏ quên nhiều đồ quá. Cô dọn đi giúp tôi nha. Anh Hoàng. Nè, cô tới đây làm gì? Anh Hoàng đâu? Anh Hoàng không có ở đây. Rồi. Cô làm cái trò gì vậy? Tôi đã nói là anh Hoàng không có ở đây mà. Vậy anh Hoàng ở đâu? Cô biết rõ đúng không? Thiệt tình là tôi không biết. Đêm qua anh Hoàng không về nhà. Nếu không ở đây thì cô nghĩ đang ở đâu? Tôi đã nói là tôi không biết và tôi cũng không gặp anh Hoàng. Tôi nhắc lại một lần cho cô nhớ nè. Hiện tại tôi mới chính là vợ của anh Hoàng đó. Cô nhớ cho kỹ vậy.
Anh uống thêm cà phê đi. Cảm ơn. Cô mệt không? Cô đi ngủ chút đi. Tôi không sao đâu. Anh cũng thức cả đêm mà. Anh có tìm ra được manh mối gì chưa? Anh cố lên, đừng có nản. Tôi tin á là anh sẽ tìm được hung thủ giết chết ba của mình mà. Ừ. Nhưng mà bây giờ tôi bắt đầu hết kiên nhẫn rồi. Anh có cần tôi giúp gì cho anh không? Cảm ơn cô. Vậy sắp tới anh có dự định gì chưa? Vẫn chưa. Nhưng trước mắt tôi phải bảo vệ công ty của mình nè. Không để ai sử dụng nó làm bức bình phong để buôn bán hàng quốc cấm nữa. Hình đẹp quá. Tôi nghĩ là không cần thêm buổi chụp hình nào nữa đâu. Tiến hành in catalog về hình của Thảo An đi. Dạ, để em báo với bên nhà in nha. Ừ. Vào đi. Em chào các chị. Thảo An à, em đúng là một bông hoa đồng nội đó. Hình ảnh của em rất là hợp với tiêu chí của công ty. Em coi đi, hình đẹp lắm. Chị thích mấy tấm hình này hả chị? Phải, làn da và ánh mắt của em tràn đầy sức sống. Hơn cô người mẫu mà tụi chị đã thuê về đó. Em đã làm rất tốt, hình rất đẹp. Dạ, tại nhờ mọi người giúp đỡ em á. Em nói với kế toán chuyển số tiền dự chi cho cô người mẫu qua cho Thảo An nha. Dạ, em sẽ báo với họ. À, dạ thôi, không cần đâu chị. Em chỉ muốn giúp mọi người thôi à. Đâu phải ra đó chứ, em xứng đáng được như vậy mà. À, dạ, alo, em nghe nè sếp Hoàng. 30 phút nữa tôi sẽ có cuộc họp khẩn cấp. Cô báo với ông Tấn và Nhã Lan đi. Dạ, em biết rồi. Tôi sẽ không bao giờ dừng lại cho tới khi lột được mặt nạ của ông đâu. Dạ, anh Hoàng nói là muốn họp gấp với chị và chú Tấn ạ. Ừ, tôi biết rồi. Nhã Lan, Minh Hoàng nó cũng kêu con tới hả? Nó có nói cái chuyện khẩn cấp của nó là gì không? Tụi con không nói chuyện với nhau, nhưng bà có thể đoán được mà. Ừ. Con vẫn còn giận ba hả? Ba làm tất cả mọi chuyện chỉ là vì muốn tốt cho con thôi. Muốn tốt cho con là sao hả ba? Là nhà cao cửa rộng, những kỳ nghỉ đắt tiền. Muốn tốt cho con theo ý ba là vậy hả? Ba chỉ muốn cho con có một cuộc sống hạnh phúc nhất. Với lại từ nhỏ con đã quen sống trong nhung lụa rồi. Tại sao lúc nào bà cũng nhân danh con để làm những chuyện tội lỗi vậy ba? Để bây giờ con không thể tin tưởng ba được nữa. Mặc dù con rất là thương ba. Nhã Lan, con là điều quý giá nhất của ba. Cuộc đời này sẽ không còn ý nghĩa gì nữa nếu như con không còn tin tưởng ở ba nữa. Chuyện này không có liên quan gì hết. Con nói đúng, là lỗi của ba.
Ba chỉ xin con hãy tha thứ cho ba, vì con là tất cả của ba. Con cũng không biết, con cũng không biết phải làm sao nếu xảy ra chuyện gì nữa. Hãy cùng nhau vượt qua nghe con. Ông Trọng không đến sao? Ông Trọng đã được bàn bạc qua điện thoại, vậy ông đã đồng ý. Vậy cậu nói đi, cái việc khẩn cấp của cậu là cái gì? Con chào mẹ. Con chào Dương. Mẹ ơi, tối qua anh Hoàng có gọi cho mẹ không? Không có. Có chuyện gì không? Dạ không có. Con gọi cho ảnh không được, con tưởng có chuyện gì. Nó thường như vậy mà. Nó vừa gọi cho anh nè, đừng có lo. Cái gì? Nó vừa gọi cho anh? Rồi nó đang ở đâu? Chắc là đang họp ở công ty đó. Mà gọi cho anh có chuyện gì không? Thì chỉ là bàn chuyện kinh doanh thôi mà. Anh đừng có bịa ra nghe. Bàn chuyện kinh doanh mà hai người gọi điện thoại với nhau bàn là sao? Anh nói thiệt mà. Con mời Dượng, con mời mẹ. Từ nay tôi sẽ quản lý công ty này. Nếu không có chữ ký của tôi sẽ không có giao dịch nào hết. Cậu không thể làm gì được. Công ty này có tới 3 cổ đông cùng điều hành kia mà. Ông Trọng đã đồng ý rồi. Tôi mong ông cũng như vậy. Nếu không tôi buộc lòng phải đưa tài liệu cho công an điều tra. Cậu đang hăm dọa ba vợ của cậu đó hả? Ông còn nhớ ông là ba vợ của tôi à? Tôi đang cho ông sự lựa chọn đó. Kể từ giờ phút này, tất cả mọi hoạt động của công ty tôi phải biết. Vậy còn những hợp đồng đã ký kết thì sao? Đương nhiên những hợp đồng bẩn sẽ phải được loại bỏ. Và công ty phải được thanh lọc như thời của ba tôi vậy. Đâu phải muốn nói loại bỏ là loại bỏ được. Cậu có biết làm như vậy, cái giá phải trả sẽ rất đắt không? Thì sao? Thì ông sẽ tạo ra một vụ tai nạn để trừ khử tôi, giống như ông đã làm với ba tôi vậy. Ba em sẽ không bao giờ làm những việc đó. Ông đã qua mặt được con gái mình rồi đó. Nếu như cậu nghĩ tôi là hung thủ, vậy thì tố cáo tôi đi. Tố cáo tôi đi. Ông yên tâm, sẽ không còn lâu nữa đâu. Em à, anh phải ra ngoài một chút. Ngồi xuống đây. Em pha cà phê cho anh uống nha. Không cần đâu. Anh phải đi gấp mà. Nhưng mà nhìn anh có vẻ như là lo lắng chuyện gì hả? Không có gì đâu. Thì không đó. Anh ổn mà. Chỉ cần em hạnh phúc là anh vui rồi. Thôi, anh đi nha. Nhìn ba mẹ hạnh phúc làm con ngưỡng mộ quá à. Ước gì con với anh Hoàng cũng được như vậy. Muốn hạnh phúc á thì ngoài tình yêu ra phải biết tin tưởng và tôn trọng nhau. Hai chúng tôi chưa bao giờ ai làm tổn thương ai hết, và cũng không bao giờ bắt ép ai phải làm theo ý của mình. Dạ. Ủa, bà Nguyên, đi uống cà phê với tôi nha. Đi chứ, đang rảnh mà.
Cô làm gì ở đây? Con đang sống trong gia đình nhà chồng con thôi mà. Cái gì? Bà đồng ý cho cô ta ở đây à? Con bé nó bị động thai, mà mẹ thì lại đi xa không có ở nhà, cho nên... Nói dối mà không biết xấu hổ hả? Xin lỗi, xin bà hãy cẩn trọng lời nói của mình đi ạ. Tôi cẩn trọng lời nói của tôi hay là cô cần phải coi lại lời nói của mình chứ? Phá hoại hạnh phúc gia đình con gái tôi chưa đủ hay sao? Tìm mọi cách để công an bắt nó vô tù. Bây giờ lên mặt dạy đời ai? Cô là cái thứ gì vậy? Con là vợ anh Hoàng, và con mang trong mình đứa cháu đích tôn của gia đình nhà này. Cô chỉ là cái thứ đàn bà đem cái bầu ra để tống tình, tống tiền người khác mà thôi. Còn bà nữa, bộ bà muốn con quỷ cái này nó ở trong nhà này để nó phá hoại gia đình bà. Thôi chờ tôi đi thay đồ. Hết chịu nổi rồi, thay cái gì mà thay? Không có cà phê, cà phá gì nữa hết á. Nè Linh à, Linh. Linh. Xin phép mẹ. Ông khùng hả? Sao có thể ủy quyền hết cho thằng Hoàng như vậy? Sớm muộn gì cũng về hưu thôi mà. Ông chỉ việc ngồi yên đó mà lãnh tiền thôi. Tôi cũng vậy mà. Cây kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra thôi. Đừng cố gắng nữa. Mày ăn đâu? Anh có rảnh không? Anh không thể buộc tội ba em chỉ vì chuyện buôn lậu được. Hai chuyện đó hoàn toàn không liên quan gì đến nhau mà. Nếu em tới để bào chữa cho ba em thì anh không nghe đâu. Anh phải nghe em nói. Em hiểu ba em mà. Đúng là đôi khi ba em có hay nóng nảy, và đôi khi trong chuyện làm ăn cũng không được minh bạch. Nhưng chắc chắn một điều rằng ba em không thể giết ai đó. Ai đó? Em nói ai đó là ai? Những người đó là ba và em trai của anh đó. Ba em không phải là kẻ giết người. Anh không tin em sao? Tại sao em không tin anh? Tại sao em cứ che giấu những tội ác của ba em hoài vậy? Tất cả những đau đớn bây giờ mà anh phải gánh chịu là do ba em đó. Lòng hận thù đã khiến anh nghi ngờ mù quáng rồi. Đầu tiên là Dượng Trọng, bây giờ là ba em. Anh đã xáo trộn cuộc sống của tất cả mọi người, và chẳng ai được hạnh phúc hết. Mẹ anh, dì Tư, và bây giờ cả em nữa. Đúng. Lòng thù hận của anh đối với ba em bây giờ mạnh hơn bất cứ thứ gì. Vậy nên nếu em không muốn bị tổn thương, tránh sang một bên đi. Tươi ngon lắm á, lựa nhiều nhiều đi chị. Anh Đạt. Mày khoe anh nhỉ. Mấy tấm hình này của em á, được lựa đăng bìa tạp chí luôn á. Công nhận cái anh photo này giỏi ghê ha. Anh chụp em đẹp quá trời luôn. Ừ, đẹp. À, em được nhận tiền lương của phần chụp hình này luôn rồi á. Chút nữa anh rảnh không? Mình kiếm gì ngon ngon ăn đi. Ăn ngon ngon hả? Chứ chỗ mình thường ăn không có ngon nữa hả? Anh sao vậy? Em đâu có ý đó đâu. Nói chuyện ngang như cua. Thôi, gần đây á, anh không thể nào hiểu em được nữa rồi. Em làm sao vậy? Em được mấy người xa lạ đó tán dương rồi em vui lắm hả? Anh sao vậy? Em đâu phải là vui vì một mình chuyện đó đâu. Chứ không phải chuyện đó thì chuyện gì? Em sắp được nổi tiếng rồi chứ gì? Đạt, chú lấy này nha Đạt. Em lấy cái này nha. Lấy gì lấy đại đi. Anh nói thiệt nha, mấy cái hình này không có đẹp chút nào hết á. Nó không phải là em. Thậm chí em còn không nhận ra mình nữa mà. Thôi em, đợi đã. Đợi làm gì hả? Đợi để nghe anh la lối hả? Em có một cơ hội tốt trong công việc, em vui, em làm gì sai? Nhưng mà người ta tuyển em vô để làm một công việc đàng hoàng, chứ không phải là làm người mẫu. Làm người em mẫu có gì mà không đàng hoàng? Em ăn cắp hả? Hay là em gian dối với ai? Nhà Lan à, dạo này
ba con buồn lắm đó con. Còn cái thằng Hoàng, nó có ra gì đâu mà lên mặt đạo đức. Bồ bịch thì lăng nhăng mà đi khuyên can người này người nọ. Con à, nếu như nó đem chuyện này mà tố cáo thì cả nhà mình đi tong. Cho nên con phải thuyết phục nó, đừng có làm ba cái trò khùng điên đó nữa. Con đã nói rồi. Con nói rồi. Rồi nó trả lời sao hả con? Đúng là quả vô đơn chí mà. Mẹ, anh ấy còn đau khổ hơn con nhiều. Sao con cứ bên cái thằng Sở Khanh đó chầm chầm vậy? Bởi vì con yêu anh ấy. Minh Hoàng, tôi cần nói chuyện riêng với cậu ngay bây giờ. Về chuyện ông Tấn hả mẹ? Không, về Nhã Lan. Nhưng nhớ, tuyệt đối không được để cho Nhã Lan biết nghe chưa? Dạ. Anh à. Ừ? Em quyết định là... Mẹ ơi, anh Hoàng lại tiếp tục không về nhà. Con gọi điện cũng không nghe máy. Mẹ biết anh ấy đi đâu không mẹ? Đan Thanh à, tôi không có quản lý thằng Hoàng giống như cô, cho nên tôi cũng không biết. Với lại nó trưởng thành rồi, nó muốn làm gì là chuyện của nó. Nó không nghe máy là quyền của nó, nếu như nó không thích. Em à, hồi nãy em tính quyết định gì vậy? Em định bán cái căn biệt thự ngoại ô ở gần biển á. Sao vậy? Cái căn nhà cũ đó đã cho em quá nhiều nỗi đau. Em không muốn quay về đó nữa. Bán xong rồi mình đi du lịch, đến những nơi nào mà chúng ta thích, bỏ lại sau lưng tất cả nghe anh. Anh thấy vậy cũng tốt. Ngày mai em về đó dọn vài thứ. Vậy đi. Mẹ. Hả? Thảo An, vô đây mẹ hỏi một chút. Thôi để con vô thay đồ ra phụ mẹ. Thôi thôi thôi, không cần phụ. Ngồi đây, ngồi đây. Con, đi làm bộ mệt lắm sao mẹ thấy con bơ phờ vậy? Bộ người ta bắt con làm nhiều việc lắm hả? Dạ đâu có. Con này vui lắm, kể mẹ nghe. Con được làm người mẫu ảnh. Là làm gì con? Là sẽ có rất là nhiều người vây xung quanh con. Xong rồi người thì trang điểm cho con đẹp nè, người thì cho con mặc đồ đẹp nè. Rồi con được chụp hình lên bìa tạp chí. Trời ơi ba, chuyện này ba con không biết được là ông nói giận đó. Con biết tánh ổng mà. Ông ghét ổng ảo mẹo, rồi lên báo chí cho người ta bình luận này nọ. Mẹ, mẹ biết là chị Nhã Lan với lại anh Hoàng có bao giờ làm hại gì con đâu. Thì đúng là anh Minh Hoàng với chị Nhã Lan tốt muốn giúp cho con. Nhưng mà tánh ba con hiểu rồi đó. Ổng mà biết được không yên với ổng đâu. Vậy thì mình giấu ba luôn. Có này khoe mẹ nè. Con ra hả? Trời ơi, mẹ nhìn ông ra đúng không? Đẹp dữ vậy. Còn này nữa nè. Trời ơi, con gái mẹ bữa nay đẹp dữ vậy ta. Turn, 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 turn. Mẹ mở ra đi. Tiền công người ta trả con chụp hình á. Bây giờ là con tự tin là mình sẽ trả hết nợ cho nhà mình. Từ từ á rồi con không trả hết à. Mẹ yên tâm nha. Tiền công của con mà.
được người ta trả cho nhiều vậy hả? Đúng là Phật trời phù hộ giúp cho gia đình mình rồi. Chào cô. Cậu ngồi xuống đó đi. Dạ. Tôi không hiểu lý do tại sao con gái của tôi nó lại mù quáng yêu cậu đến như vậy. Sau bao nhiêu chuyện đau khổ cậu đã gây ra cho nó. Dạ, anh dùng gì? Anh sẽ gọi sau, cảm ơn em. Chưa bao giờ cũng muốn làm khổ Nhã Lan hết cô à. Đó chỉ là lời nói của cậu thôi. Còn hành động thì sao? Trái ngược lại hết. Phải rồi, chưa bao giờ làm cho nó đau khổ, vậy mà cậu lại ngoại tình với bạn thân của nó, lại đăng ký kết hôn với nó. Rồi bây giờ đưa nó về nhà ở bên cậu là sao? Trời ơi trời, sau bao nhiêu đau khổ cậu đã gây ra cho nó, vậy mà nó vẫn nói là nó yêu cậu. Thật sự tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa đây. Cô cứ bình tĩnh đi. Bình tĩnh cái gì? Con cũng... Cậu đừng nói với tôi là cậu vẫn còn yêu nó. Nếu như cậu yêu Nhã Lan, vậy mà lại có con với bạn thân của nó à? Mọi chuyện tào lao này chấm dứt ngay tại đây được chưa? Ngày hôm nay tôi muốn nói chuyện với cậu đó. Giờ cô muốn con phải làm sao đây? Nếu con yêu Nhã Lan thì hãy buông tha nó đi. Hãy chấm dứt ngay tại đây. Hãy để cho gia đình tôi được bình yên. Nếu như cậu thương nó như lời cậu vẫn nói thì tôi xin cậu hãy buông tha Nhã Lan đi. Đúng. Lòng thù hận của anh đối với ba em bây giờ mạnh hơn bất cứ thứ gì. Vậy nên nếu em không muốn bị tổn thương thì tránh sang một bên đi. Như vậy là ông Tấn và ông Trọng đang đối đầu với nhau sao? Họ đã vô chân tường rồi. Bây giờ mọi chuyện ở công ty tôi là người quyết định. Sẽ không để họ lợi dụng công ty mà làm loạn nữa đâu. Nếu mà là như vậy thì đây là một bước tiến triển lớn đúng không? Cũng không phải lớn lao gì. Nhưng ông Tấn là kẻ giết người máu lạnh. Tôi khẳng định là như vậy. Và bước tiếp theo của tôi là đưa ông vô tù. Hãy đến ôm tôi ngày trời bừng nắng, để tôi cảm nhận còn đó yêu thương. Giờ đã mất đi theo ngày đông u ám, nắm lấy đôi tay của tôi, khoảng cách sẽ không còn quá xa xôi. Hẹn nhau một ngày, hãy đến ôm tôi ngày trời bừng nắng, sưởi ấm lòng tôi lạnh giá lâu nay, để khóa môi tôi nụ cười rạng rỡ. Thế giới tôi vẫn thường mơ, ở xung quanh tôi đầy ấp yêu thương, ở đó những con tim. Hãy đến ôm tôi ngày trời bừng nắng, sưởi ấm lòng tôi lạnh giá